Hôm nay em sẽ nói về sự khác nhau giữa Anken và Anki. Đầu tiên, về phần khái niệm thì Anken có liên kết đôi, còn Anki thì có một liên kết ba. Còn về công thức cấu tạo thì đây là ví dụ của cả hai. Còn về công thức tổng quát thì CnH2n cộng 2 của Anken là CnH2n, còn Anki là CnH2n trừ 2. Còn về phần đặc điểm cấu tạo của Anken là nó có một liên kết đôi, một liên kết sigma và một liên kết bi. Còn của Anki là một liên kết sigma với hai liên kết bi ở bìa. Về phần danh pháp hữu cơ, đây là các chất cơ bản của cả hai chất. Và nó sẽ có các mạch rẽ nhánh. Về thành phần hóa học thì chỉ có Anken có Cis là cả hai đồng phân nằm về cùng một phía, còn trans là ngược phía. Đây là tính chất vật lý và cô có thể đọc như trên. Về tính chất hóa học, nó sẽ có ba cái: phép cộng, phép trùng hợp và phép oxy hóa. Về phép cộng halogen X2 thì chúng ta sẽ suy ra được là ethylene làm mất màu dung dịch của brom 2. Còn về anti thì acetylene sẽ làm mất màu của dung dịch brom 2. Về phần quy tắc Markov, Vinskov thì X sẽ cộng vào C cao hơn và có độ âm điện cao hơn, và cả hai chất nó sẽ có cộng với nước và cộng với H2. Về phản ứng trùng hợp thì nó sẽ có công thức bình thường và công thức rẽ nhánh. Về phản ứng oxy hóa, phản ứng không hoàn toàn, Anken làm mất màu quỳ tím ở nhiệt độ hường, Anki cũng làm mất màu quỳ tím ở nhiệt độ hường. Còn về phản ứng hoàn toàn thì nó còn được gọi là phản ứng cháy. Nó sẽ có hai phương trình như trên. Về còn phản ứng riêng của Anki thì sẽ là phản ứng này. Qua phần điều chế và ứng dụng, Anken còn được làm chất dẻo cao su polymer cồn và aldehyde, còn Anki thì làm kim loại chất dẻo cao su polymer và các hóa chất khác. Về phần điều chế, chúng ta điều chế Anken bằng hai phương trình này và Anki bằng hai phương trình này. Xin chào cô. Hôm nay con tên Hồ Úc Trâm. Hôm nay con sẽ trình bày 13 hero cộng bánh không no. Gồm có hai phần Anken và Ankai. Phần Anken sẽ có khái niệm là có một nối đôi. Công thức tổng quát là CnH2n với điều kiện n lớn hơn hoặc bằng 2. Đặc điểm cấu tạo là C liên kết đôi với lại C, trong đó có một liên kết sigma và một liên kết bi. Còn về phần Ankai thì sẽ có một nối ba. Và công thức tổng quát là CnH2n trừ 2 với điều kiện n lớn hơn hoặc bằng 2. Đặc điểm cấu tạo là C liên kết 3 với lại C, trong đó có một liên kết sigma và hai liên kết bi. Tiếp đến là phần danh pháp. Phần danh pháp của Anken và Ankai khá giống nhau, nhưng mà nó khác nhau về cái đuôi. Một cái là đuôi Ne và một cái là đuôi Ine. Phần Anken thì sẽ có số nhánh cộng tên nhánh cộng số C mạch chính cộng vị trí cộng đuôi Ne, ví dụ như là CH2 liên kết đôi với lại CH2. Thì cái này là có 2C, vì thế là nó là E hồ. Còn C Ankai thì sẽ có số nhánh cộng tên C mạch chính cộng vị trí và cộng đuôi Ine,
Ví dụ là CH liên kết 3 với lại CH, tên gọi của nó là ethyl. Còn đây là một số ví dụ khác của ăn kem alkyl. Tiếp đến là vòng 3, phần đồng phân hình học sẽ có đồng phân siết và trong đồng phân siết thì sẽ có CH3 và nó sẽ cùng phía, còn đồng phân trong thì sẽ có CH3 trái phía với nhau. Tên gọi của siết là siết bớt 2N, còn của cái trong thì sẽ có bớt trong bớt 2N. Lưu ý là cái đồng phân hình học chỉ có của ăn kem, không có ở ăn cay. Tiếp đến là tính chất vật lý của ăn kem và ăn cay, thì đây là tính chất chung thì sẽ có từ C2 đến C4 là ở hệ khí, C5 trở lên là ở hệ lỏng, rắn ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ, và nhiệt độ nước, nhiệt độ sôi, độ tan tăng theo cái mol. Tiếp đến là phần tính chất hóa học. Đầu tiên là phần tính chất hóa học của ăn kem. Ăn kem thì sẽ có tính chất cộng halogen là CnH2n cộng Br2, cho ra sản phẩm là CnH2nBr2. Ví dụ là CH2 liên kết đôi với lại CH2 cộng Br ra được Br liên kết đơn CH2, liên kết đơn CH2 và liên kết đơn với brom. Và chất CH2 liên kết đôi với CH2 được gọi là ethylene, mà ethylene thì là mốc mài dung dịch Br. Tiếp đến là phần của HX là ví dụ như là HCl là CH2 liên kết đôi với CH2 cộng HCl, ra được sản phẩm là CH3 liên kết đơn với lại CH2Cl. Và một ví dụ khác thì sẽ cho hai sản phẩm như là CH2 liên kết đôi, CH liên kết đơn, CH3 cộng HCl, cho ra hai sản phẩm là sản phẩm CH3 liên kết đơn với lại CHCl và liên kết đơn với CH3. Một sản phẩm thứ hai là CH2Cl liên kết đơn CH2 liên kết đơn với CH3. Đây là quy tắc cộng halogen và C bậc cao. Tiếp đến là cộng với lại nước là H2O. CH2 liên kết đôi với lại CH cộng H2O, thì H2O mình sẽ tách ra là được H liên kết đơn với lại OH, ra được CH3 liên kết đơn CH2 và liên kết đơn với lại OH. Tiếp đến là liên kết H2 thì CH2 cộng liên kết đôi với CH2 cộng H2 thì sẽ tách ra là H liên kết đơn với lại H. Vậy với điều kiện là niken và tê độn được ra sản phẩm là CH3 liên kết đơn với CH3. Tiếp đến là phần của alkyl. Alkyl thì sẽ có công thức là CnH2n-2 cộng 2Br liên kết cho ra được CnH2n-2Br4. Đây là cái phần của halogen. Ví dụ như là CH liên kết 3 với lại CH cộng 2 Br2 cho ra được CHBr2 nó đơn với lại CHBr2. Tiếp đến là acetylene thì nó sẽ là mốc màu dung dịch Br. Tiếp đến phần của HX là ví dụ như là HCl, thì HC liên kết 3 với lại HC cộng HCl ra được CH2C liên kết 2 với lại CHCl. Và có một ví dụ khác là C2C liên kết đôi với lại CHCl, ra được là HCl cho H2C liên kết đôi với lại CHCl
cộng HCl ra được H3C ly kết đơn với lại HCH CL2 đến là cộng nước và H cộng nước là CH liên kết 3CH cộng H2O thì H2O thì sẽ tách ra 1H và liên kết đơn với lại OH sẽ ra được CH3 liên kết đơn với lại CHO đến là nó sẽ cộng cho nước là CH liên kết 3 với lại CH cộng cho H2 cho ra liên kết đơn thì sẽ là CH3 liên kết đơn với CH3 mình phải nhân 2 tại vì nó sẽ tự liên kết 3 qua liên kết đơn thì phải nhân 2 mới đủ được hydro. Tiếp đến là phản trùng hợp thì sẽ có chỉ có ở anken thì là CH2 liên kết đôi với lại CH2 với điều kiện là xúc tác tơi độ và áp suất thì sẽ ra được là CH2 liên kết đôi CH2 và hai bên đều có một cái liên kết đơn và nhân với N, đây được gọi là BE. Còn khi nó có nhánh thì mạch nhánh này nó sẽ được vẽ xuống như là ví dụ như sau là NCH2 liên kết đôi với lại CH liên kết với lại CH3 thì sẽ có điều kiện là xúc tác nhiệt độ và áp suất ra được sản phẩm là CH2 liên kết đôi CH liên kết đôi với CH3, hai bên đều có liên kết đơn và nó nằm ở trong hoặc và tất cả nhân cho N được gọi tắt là B và B. Tiếp đến là phần phản ứng oxy hóa sẽ có phần không hòa tan thì của anken thì CH có ví dụ như sau: CH2 liên kết đôi với CH2 cộng KMnO4 cộng H2O cho ra được là CH2OH liên kết đơn với lại CH2OH cộng MnO2 kết tổ màu đen cộng KOH. Còn về phần ankai thì là CHC liên kết 3 với lại CH cộng KMnO4 ra được KOOC liên kết đơn với COOK cộng MnO2 và kết tủa đen cộng KOH cộng với lại nước. Và cái phần anken thì sẽ làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường, còn ankai sẽ làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường luôn. Tiếp đến là hoàn toàn cháy, đây là phản ứng cháy hoàn toàn là CnHn cộng cho O2 ra được CO2 cộng H2O và ta cân bằng thì ta thấy được N của CO2 sẽ bằng N của H2O. Còn của ankai thì là sẽ CnH2N trừ 2 cộng O2 ra được CO2 cộng H2O và mình sẽ cân bằng, ta thấy được N của CO2 sẽ lớn hơn N của H2O. Tiếp đến là phản ứng riêng của Al một Ine có được phương trình là CH liên kết 3 với lại CH cộng cho AgNH3 hai lần OH ra được AgC liên kết 3 với lại CAg kết tổ vàng nhạt cộng NH3 cộng H2. Mình sẽ cân bằng. Phần tiếp theo là phần ứng dụng và điều chế ứng dụng của anken là làm chất dẻo cao su polymer làm cồn, còn ankai thì sẽ làm đèn hàn kim loại chất dẻo cao su polymer và một số hóa chất khác. Còn về phần điều chế của anken thì là CH3 liên kết đơn với CH2 liên kết đơn với lại OH ra được CH3 liên kết đôi với lại CH2 liên kết đôi với lại CH2 cộng H2O. Tiếp đến là có phần rocking của phần anken là CH C4H10
với điều kiện là xúc tác tới độ ra được C2H4 cộng C2H6. Còn về phần của ankai thì sẽ có CaC2 là đất đèn cộng cho H2O ra được C2H2 cộng CaOH2 lần trong phòng thí nghiệm. Còn trong công nghiệp thì sẽ có CH4 với điều kiện là 1500 độ C làm lạnh nhanh ra được C2H2 cộng H2 và cân bằng. Phần trình bày của con xin hết, con cảm ơn cô đã nghe.